Hôm qua thì mình có lướt Facebook và mình có đọc được một cái tin là có một cái bạn trẻ bạn đăng là tại sao mua đàn cũ ở xa lại phải chuyển khoản trước. Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay thì Ân lại có một cái chuyến hàng để đi về ngoại tỉnh, và đó là một cây guitar. Thì Ân làm cái video này để quay lại cái quy trình, quá trình đóng gói cũng như là mình sẽ giao hàng ở đâu, vận chuyển ở đâu để về tới được tay của khách ha. Và giới thiệu với mọi người luôn, đó là anh khách này cũng xem trên YouTube và có liên hệ với Ân mua một cái cây đàn, đó là Yasio. Đó, về đây về phần ngoại hình đây ha. Cái đàn Yasio này là một cái đàn nội địa của Nhật và đã qua sử dụng. Ở đây thì nó bị mất cái nắp chỉnh ti chỉnh cần thôi. Và thường á, là những cây đàn đời cũ á, thì nó sẽ làm cái ti chỉnh cần ở đây. Còn nếu mà đàn đời mới thì nó sẽ làm ở trong cái hộc trong cái thùng đàn đây ha. Cây đàn này thì được cái là ngoại hình thì dĩ nhiên là không phải là đàn đẹp lung linh rồi, nhưng mà được cái là cái âm thanh của nó rất là hay. Đó. Và anh khách là anh tin tưởng, anh chuyển tiền đi rẹt để anh lấy cây này. Cảm ơn anh rất là nhiều đã tin tưởng ha. Rồi để mình thử qua âm thanh của cây này cho các bạn nghe thử nhá. Nếu mà các bạn quan tâm về các cái dòng sản phẩm nội địa của Nhật á, mà mới mức giá vài trăm cho đến hơn triệu, thì các bạn có thể tham khảo những cái dòng nó tầm trung như thế này, nhưng mà về hình thức á, thì nó sẽ không được gọi là lung linh đó. Nên là mình khuyên các bạn là nếu mà khi mà các bạn theo dõi được video của mình thì các bạn hãy chú trọng hơn vào cái phần âm thanh, tại vì âm thanh là cái mà giúp chúng ta khi mà chúng ta học tập á, nó được chất lượng hơn. Vì khi mà giống như chúng ta nghe nhạc qua các nền tảng khác nhau, YouTube, Spotify, nhạc của tôi thì cái chất lượng âm nhạc nó lại khác nhau. Đó, chính vì vậy nên là cái tai trong âm nhạc nó rất là quan trọng. Nên các bạn chơi nhạc thì các bạn lắng nghe về âm thanh là chủ yếu. Đó. Còn về hình thức thì nó đừng có cấn bể hoặc là nó nứt gãy gì là được. Đó. Nên là cái dòng nội địa của Nhật cũng được rất là nhiều các anh chị rồi các bạn trẻ cũng chú trọng ở đây, không phải là vì cái giá nó rẻ mà đơn giản là về cái chất âm nó cũng rất là hay. Đó, ha. Rồi ok, thì bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng theo chân Ân đóng gói cái đàn này như thế nào ha, quy trình đóng gói như nào để vận chuyển về cho anh khách ha. Bây giờ thì mình phải hạ cái dây nó lại một chút xíu, tại vì mình vận chuyển đi xa thì mình không có để dây căng được. Để dây căng là nó sẽ một là nó đứt, hai là nó sẽ kéo cái cần nó rất là nặng. Hôm qua thì mình có lướt Facebook và mình có đọc được một cái tin là có một cái bạn trẻ bạn đăng là tại sao mua đàn cũ ở xa lại phải chuyển khoản trước. Thì chính xác ra thì mình cũng không phải là nói là các bạn phải chuyển khoản trước đâu, nhưng mà các bạn có thể cọc cho mình để mình tin chắc là các bạn đã thích cái món hàng này và có thể nhận được. Chứ còn bây giờ thì các bạn biết rồi, buôn bán thì ở trên mạng cũng có rất là nhiều cái trường hợp các bạn bị lừa là chuyển cọc xong nó chạy mất. Thì dĩ nhiên là một vài trăm ngàn nó chẳng đáng để cho mình làm mất cái uy tín của mình, đúng không ạ? Đó, cho nên là mình cứ nhận tiền khoản chuyển khoản, còn anh em nào tin tưởng á, thì anh em chuyển luôn 100%. Với lại trong cái quá trình mà anh em nhận hàng á, anh em cảm thấy ok thì anh em nhận, còn không được á, thì cứ gửi trả cho mình gửi lại tiền cho, không thành vấn đề gì cả. Tại vì buôn bán mà, một 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 lần, hai lần, nhiều lần chứ đâu phải là bán một lần rồi mình nghỉ đâu. Đó. Cho nên là với lại mình hay nhận chuyển khoản trước vì là mình gửi theo chành xe. Theo chành xe thì nó sẽ được cái tốc độ nó nhanh hơn. Ví dụ như là bây giờ mình gửi từ đây đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi ngược về Đắk Lắk chẳng hạn vậy, thì gửi đi Đắk Lắk ấy, thì chỉ trong vòng bây giờ mình đóng gói cho mình ra xe mình gửi, mình bỏ lên xe, cái xe chiều họ chạy, cái là sáng mai bạn nhận được.
Đó. Nên chứ còn bây giờ nếu mà gửi theo cái hàng mà kiểu mà bưu điện hoặc là Viettel Post chẳng hạn vậy thì nó sẽ đi rất là lâu, trong vòng 3 ngày. Đó, mà hàng thì có thể là họ sẽ chèn chồng chất cái này lên cái kia. Còn nếu mà đi chành xe hoặc là xe khách thì mình có thể nói với lại tài xế hay phụ xe là để ý cái này coi giùm em, chứ không đừng đừng để nó bị cấn bể này kia đó các kiểu. Đó nên là mình cũng chia sẻ với các bạn cái điều đó để cho các bạn hiểu hơn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đóng gói bằng mút. Đóng gói mút thì nó cũng tương đối thôi, nhưng mà mình gửi nhà xe thì mình lúc nào mình cũng yên tâm là nhà xe họ sẽ giữ cho mình nó tốt. Đó. Bây giờ mình sẽ đóng gói, mình chỗ này mình sẽ tua nhanh một xíu ha. Ok, thì bây giờ Ân đã đóng gói xong cái cây đàn này rồi. Bây giờ mời các bạn hãy theo chân Ân để đi đến địa điểm để giao cái đàn này ha. Few moments later. Rồi, bây giờ sau sau một cái chặng đường gian nan mà mình đi từ bên Gò Vấp của mình qua tới đây là 57 đường 26 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để mình gửi cái đàn này về cho anh khách ở Long Xuyên. Đó là quá trình đã kết thúc một cái hành trình đóng hàng đi gửi hàng của tụi mình ha. Đó, mọi người có quan tâm về các cái dòng đàn Nhật, guitar Nhật, nội địa Nhật và piano, có quan tâm thì hãy inbox vào số Zalo của Ân ha. Ân sẽ để số Zalo của mình ở phía dưới, và bây giờ thì Ân xin ghép lại video tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho Ân. Cảm ơn tất cả các bạn.